Nói chung Dạ. thì Tây Ba Lô họ chỉ là những người dân lao động phổ thông thôi. Họ là Dạ. những người dân, họ đi họ 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 đại đa số của họ ở những quốc gia của họ đó, cuộc sống của họ họ quá bấp bênh đi, và những cái sức ép của họ họ chịu không nổi nữa, cho nên họ đi tìm những cái quốc gia mà có đời sống thấp, họ qua đó họ đi tìm cơ hội, họ đi xả, họ muốn đi cho nó quên ngày tháng vất vả thôi. Còn sợ nhất những thành phần mà tuyên truyền, tôi nói cho các bạn nha, của tụi Mỹ và tụi phương Tây đó, sợ nhất là những cái tôi nói, phải nói sợ thì quá đáng, cảnh giác mấy cái tụi mà từ thiện, Dạ. từ thiện Tổ với lại chức, tổ chức từ đúng thiện đúng rồi không? Gọi là tổ đúng chức từ rồi thiện. mấy thằng bỏ mới ghê gớm. Còn mấy tụi kia tôi nó hiền lắm, mấy thằng Tây Ba Lô nó hiền lắm, nó không có đụng vô chính trị chính em gì đâu, tụi nó quá Không không họ ý là cái đội ý ý ở việc á, anh là mình ý việc nhiều khi là tức là tụi nó cũng à, lợi hiểu dụng vào những người đó, nó trà trộn vào vài thành không phần không đó, trà trộn vào trá hình đâu đó. mấy, tại vì những cái đó nói chung là mấy mấy tụi đó nó hiền lắm, nó dân của Dạ. nó đa số thì nó sa cơ thất thế, cuộc đời của nó quá bị stress rồi. Nhưng mà mấy cái nhóm từ thiện nó rất là nguy hiểm, với lại mấy cái nhóm mà tụi nó trong cái Chức đại sứ quán rồi đó, dạ. đó mấy thằng đó, mấy thằng đại sứ quán, mấy thằng mà làm việc trong đại sứ quán rồi đó, nó đi rỉ tai. Tại vì các bạn biết dân Việt Nam của mình nó muốn tuyên truyền mà muốn vào len lỏi đó thì anh phải mang cái mác của người nước ngoài mà cho nó ngon, như cỡ Dạ. như đại sứ quán làm việc trong cơ quan ngoại giao đồ của nước ngoài nó tới đó, thì mấy cái đám dân chữ cười rồi mấy cái thành phần mà nó cuồng tây cuồng ngoại xính ngoại đó nó mê lắm, Dạ. nó rất là mê. Tại vì nó lại đó nó kiếm cách nó gọi là nó tố cộng, mà nó lo đó để đặng mà nó tố giác nhà nước Việt Nam mình, nó đem ra những cái tiêu cực xã hội, nó than phiền, nó khóc lóc. Còn đại đa số mà dân mà gọi là Tây Ba Lô rồi, đa số tụi nó nghèo, tôi nói chị các bạn, tụi nó là dân lao động khó khăn, mình nó nghèo thì quá đáng, tại vì đời sống nó quá vất vả rồi, nó sang Việt Nam nó chỉ muốn xả stress và nó muốn thư giãn thôi. Cuộc sống của tụi nó không có đụng vô chính trị đâu, chứ là ở cái xứ mà Mỹ rồi phương Tây rồi, các bạn biết chính trị của nó thủ đoạn dữ lắm, mà tụi nó quá mệt mỏi. Ngay cả dân Mỹ này, nói đến chính trị bây giờ nó cũng lắc đầu, nó nói nó cảm thấy quá mệt mỏi về những cái chính trị, nó càng lúc nó càng xảo trá và bịp bợm, nó không còn một cái gì mà đại diện cho dân Mỹ hay là những cái xứ mà gọi là tư bản, tôi nói cái xứ mà gọi là tam quyền phân lập, nó toàn xảo trá bịp bợm thôi, chứ nó chẳng có gì cả. Còn mấy cái tai lóc cóc lên ken thì tụi đó chẳng chẳng có gì cả, cuộc sống của tụi đó nó gọi là nó đã bần cùng rồi, bây giờ nó cũng không muốn dính vào mấy cái chuyện mà chính trị. Chính em sang Việt Nam thì không đâu, hiếm lắm, nếu mà ai ở Việt nói có thì cũng rất là hiếm, Dạ. có thể có nhưng mà nó hiếm ít, chứ đại đa số là các bạn biết cái tụi mà nó tuyên truyền của phương Tây và Mỹ đó, là nó núp bóng từ thiện ghê lắm. Các bạn biết Tổ mà có chức từ thiện, tổ chức thật tôn giáo đúng không anh? Tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo. có thật mới dịch được đạo mà, có chị em các bạn, như các bạn dịch được đạo các bạn phải có thật, mà trong khi nó tung cái đồng tiền nó ra, các bạn thấy không, nó làm cho người ta mê muội mù lò. Còn mấy người kia cơm đủ ăn áo không đủ mặc, qua Việt Nam mới sống nổi, nó qua Việt Nam nó cầm có những cái đồng tiền đó nó sống vô tư, đa số nó sa cơ thất thế rồi nó lãnh được một cái phần tiền nào đó rồi nó cầm theo rồi nó đi qua bên Việt Nam nó sống tạm bợ, nó có thể nó mưu sinh hay nó tìm cách ở lại Việt Nam rồi vậy thôi. Nhưng mấy thành phần nó không có đâu, là không không đáng lo Dạ ngại lắm, lo ngại nhất là từ dạ. thiện nó quan thơ bụi nó ghê Dạ. lắm. Mấy cái nhóm từ thiện rất là ghê gớm, các bạn thấy ngay cả tôi nói, ngay cả những tay tài phiệt mà từ thiện như Bill Gates, trời ơi mấy tay đó ghê lắm, tôi nói chuyện các bạn thấy ô nó đi đến đâu dân chúng cả thế giới ô Bill Gates rất là đạo đức rồi, lúc nào cũng đem tiền tỷ đến cho chỗ này, tiền triệu cho chỗ kia, các bạn thấy không, nó đem ha. Thằng ông Bill Gates đó, các bạn nhìn bề ngoài á thì các bạn cho rằng ổng là đạo đức, còn tôi á cho rằng á Bill Gates là một cái tên tội đồ. Tại vì sao? Ông ta đó, các bạn thiếu cái thuốc mà Covid á, Vaccine. cái thuốc vaccine á, ông ta bỏ tiền ra đi qua mấy cái nước bên châu Phi đó, thử nghiệm trên trên người,
ông thử nghiệm trên trên những cái đứa trên người ta đó. Hồi thời ông Trump còn đó, ông Trump lên án ông cho bởi vì ông Bill Gates đâu có thích chứ. Các bạn biết nó đi ra nước ngoài nó thử, nó dùng người nó thử. Ngay cái thời ông Obama mà gì mấy tụi Mỹ đó, nó thử cái thuốc Ebola đó, nó qua bên châu Phi đó. Các bạn biết tin tức nó vừa bung ra một cái là ông Obama cũng nói rồi không nên làm vậy, nhưng mà chính chính sách của tụi đó làm mà. Các bạn dạ đợt đó, đợt cái đợt đó thì cái truyền thông nước ngoài họ đưa tin rất là nhiều, em có xem, nhưng mà ý vấn đề là tức là giờ chưa có cơ quan chính thống nào xác nhận, đúng không anh Lệ Minh? Nó chỉ đơn thuần là các cơ quan truyền thông họ đưa tin lên thôi, đúng không? Anh nói cho em nghe nè, nó không phải không phải là không xác nhận. Khi mà tin tức nó bị bại lộ đó là mấy truyền thông Mỹ nó khôn lắm, lợi ích của nó mà là nó bật liền. Nó bật liền những cái gì mà có bất hại đến nó là em nên nhớ đó. Anh chị các bạn nên nhớ đó, là truyền thông của Mỹ nó phải như Việt Nam, nó tào lao tôi nói đoán xả cho ngầu, bởi ở Việt Nam dân chủ là thừa, còn tụi nó hả, cái quyền lợi của các nhóm và của đảng phái của tụi nó là nó bật liền, nó kiếm cách nó đưa qua tin khác liền, nó lỡ tiết lộ một cái là các bạn sẽ nghe đó một lần thôi, ngoại trừ người nào mà theo dõi thì còn lưu lại, còn không là nó đi vào sự mờ ảo hết, nó đánh lạc hướng dư luận hết. Hằng Mỹ phương Tây nó dắt mũi dư luận dội lắm, bởi vì nhiều khi các bạn lên mạng nghe mấy cái đám chống cộng nó chia sẻ tam quyền phân lập, các bạn nghe không ghiền rồi chứ. Tôi nói các bạn biết có ai ở Việt ở trong đây không biết còn không, cái thời Pol Pot nghe mà ông chỉ hoàng mà tay chống cộng khét tiếng ở trên Pol Pot, ông nói mà tam quyền phân lập đổ thông minh, cái tay mà gọi là học giả tự phong, chàng ơi các bạn nghe mà không ghiền nó chết luôn á. Các bạn yếu bóng vía là cũng đi theo mấy ông đó, chàng ơi nói nghe mê lắm kìa, nó nói mê lắm chàng ơi. Nói chung là tụi phương Tây, tụi Mỹ rồi tụi nó ghê gớm lắm. Tôi nói chính trị quyền lực của nó, các bạn nhìn bên ngoài qua được tới Mỹ, bởi vì tại sao mấy cái tụi dân chủ mà qua được tới Mỹ rồi thằng nào ấy nó cốc đầu còn thua chó ngồi đó, lâu lâu lên tiếng để đặng mà sống được yên ổn ở xứ người ta vậy thôi. Các bạn thấy có ở trong chăn thì mới biết chăn có rặng. Tôi nói thật với anh chị, còn mà các bạn không có ở trên cái đất Mỹ này, các bạn mà không có tiếp xúc với nó về cái mặt trái của nó, các bạn không bao giờ biết các bạn nó làm cho các bạn quay cuồng vào cuộc sống bận rộn vật chất, ăn trước trả sau, qua xong rồi tiền nè tao cho mình mượn trước nè, ăn đi mất nợ nó xong rồi bắt đầu là cài má tiếng gì nè, bắt đầu nói với chính trị với em, về đi làm xong về nhà ngồi thở hì hục rồi nói chuyện với cái tủ lạnh không à, con cái được vậy nhắn qua tủ lạnh không à. Ngày xưa bây giờ còn thách, bây giờ là cái thách một lát nữa cơm này nha, gà ở chỗ này nha, mấy giờ nha, nói chuyện toàn thách máy móc. Bây giờ hồi xưa thì không có truyền thông mạnh như bây giờ, cái tủ lạnh nó dán đầy những cái giấy trên đó, bữa nay làm gì, ngày mai làm gì, chuyện nói chuyện với nhau rồi gia đình rồi vậy, cứ nhắn qua tủ lạnh thôi. Thôi thì nói cũng nhiều để cho cái người kế tiếp để đợi lâu quá, cảm ơn cái bạn thì chờ lâu nha. Dạ, cảm ơn anh Đại Vinh. Cảm ơn lại cho Văn Thơ, anh chị các bạn. Bye bye. Cảm ơn. Bye bye.